Chỉ với 4 tỷ 490 triệu, anh chị sẽ mua được một căn nhà phố tại quận 7 gần Phú Mỹ Hưng với đầy đủ tiện ích xung quanh, gần chợ, trường học, ngân hàng và cơ quan hành chính. Căn nhà trong video ngày hôm nay có diện tích là 1.800 sâu vô 6,5m, 1 trệt 1 lầu, đặc biệt là có một phòng ngủ tại tầng trệt dành cho gia đình anh chị là người thân có người lớn tuổi. Và vị trí của căn nhà này từ đây đi ra đến đường chính chưa đến 100m, đường trước nhà rộng khoảng 3,5 cho đến 4m. Và đây là tổng thể mặt tiền của căn nhà. Căn nhà này là hướng Tây, sẽ phù hợp cho quý anh chị đang chọn là hướng Tây tứ trạch, bao gồm các hướng Tây, Tây Bắc, Tây Nam và Đông Bắc. Vị trí của căn nhà này thuộc phường Tân Phú, quận 7 nha anh chị, gần Phú Mỹ Hưng. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển vào bên trong. Đây sẽ là không gian phòng khách, thì tại đây thiết kế một cái bộ sofa, tường thì cũng được ốp gạch rất là sạch sẽ. Và điểm nhấn nổi bật tại tầng trệt sẽ là hai chiếc đèn chùm rất là hoành tráng. Và công năng sử dụng tại tầng trệt là sẽ nơi đặt bộ bàn ăn, và phía sau bộ bàn ăn sẽ là một cái bức lam và không gian bếp với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và tại đây thì Toàn thấy là có thiết kế luôn một cái máy lạnh, và tại tầng trệt thì có thiết kế luôn một cái vệ sinh để mình phục vụ cho tại tầng trệt nha. Và một cái phòng ngủ bên trong, phòng ngủ này diện tích nói chung là khoảng hơn 15m², sẽ dành cho gia đình anh chị có người thân là người lớn tuổi. Và bây giờ Toàn xin mời anh chị di chuyển lên trên lầu để mình xem các phòng ngủ nhé. Ngoài căn nhà này thì hiện tại Toàn đang có rất nhiều bất động sản vị trí đẹp và giá tốt ở nhiều vị trí khác nhau tại quận 7 có, nhà bè có. Anh chị đang có nhu cầu mua nhà quận 7 hoặc mua nhà nhà bè, kết nối với Toàn để mình đến xem nhà thực tế. Và những anh chị là chính chủ đang có nhu cầu bán nhà quận 7 hoặc bán nhà nhà bè, kết nối với Toàn để ký gửi nha. Trên lầu sẽ thiết kế là hai phòng ngủ. Đây là phòng ngủ thứ nhất, thì diện tích mỗi phòng là Toàn nghĩ là rộng cũng hơn 15m², có bao gồm máy lạnh luôn nha anh chị. Hiện tại hai phòng ngủ này đang được để trống, chưa có nội thất. Và hai phòng ngủ sẽ sử dụng chung một cái vệ sinh với đầy đủ tất cả các công năng sử dụng. Và đặc biệt thì có một cái sảnh, cái sảnh chờ, một không gian mà hành lang cũng rất là rộng rãi. Thì phía bên ngoài sẽ có một cái ban công mở rộng, đây sẽ là một góc thư giãn và cũng sẽ là nơi anh chị giặt giũ phơi quần áo. Và Toàn xin tóm tắt lại thông tin của căn nhà này như sau. Diện tích 1.800 sâu vô 6,5m, 1 trệt 1 lầu, pháp lý sổ hồng riêng đã hoàn công đầy đủ. Và mua bán là sang tên nhanh trong ngày. Anh chị quan tâm đến căn nhà này thì kết nối với Toàn để đến xem nhà thực tế nha. Và bây giờ Toàn xin phép được kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại.